Đi làm á? Đi làm gì chị? Bữa nay không đi làm á? Em mệt mỏi quá. Là sao? Là hôm nay em xin ốp một bữa. Ủa vậy hả? Trời đất ơi, nãy giờ tao ngồi tao làm tao không để ý. Mà chắc ốp lâu dài quá chị ơi. Là sao? Là muốn nghỉ việc quá. Vụ gì cần? Chị thấy em mệt mỏi không? À. Cuộc sống này quá bộn bề, em phải lo toan nhiều thứ, em mệt mỏi. Cường ơi, Cường lo toan gì vậy Cường? Sáng nào em cũng gây lộn với sếp, đi làm muốn gây lộn với sếp không à. Việc là nên nghỉ việc đúng không? Thật ra á, tự nhiên cái em nói cái chị nhớ cái đoạn á, là có những cái giai đoạn á, mà mỗi buổi sáng á, không phải mỗi buổi sáng đâu, mà là sáng thứ hai á, chứ không phải mỗi buổi sáng. Sáng thứ hai, tự nhiên ngủ dậy, không có muốn đi làm. Thì thông thường như vậy là khoảng chừng mấy tháng sau là chị nghỉ công việc đó đó. À. Mà cái trạng thái này của em nó không có liên tục. Đôi khi em bị stress hoặc là bị trong công ty có những cái mình chưa có giải quyết mà mình thấy bị khó chịu quá. Là em có cái cảm giác này liền à? Ừ, nhưng mà trong công việc thì sẽ có lúc này lúc khác thôi mà. Đâu phải lúc nào nó cũng suôn sẻ như mình nghĩ đâu. Cái quan trọng là em phải tập cái tính gọi là thích nghi với những cái sự thay đổi. Thích nghi với sự thay đổi. Nhưng mà ý em đang muốn nói là khi nào mình nên thì nên nghỉ việc. Giống như chị đã từng trải qua nè. Chứ không phải là cái cảm giác mà chị nói là sáng nào chị cũng muốn nghỉ thì mình nghỉ. Mà cụ thể bên trong nó là cái gì á? Thật ra đối với chị á, thì khi nó đến một cái giai đoạn mà chị cảm thấy thứ nhất là không có cái gì mới cho chị học hỏi nữa. Cái đó rất là quan trọng đối với chị, tại vì chị luôn luôn muốn học được những cái điều mới. Cái thứ hai đó là mình cảm thấy những cái đóng góp của mình nó không còn giá trị như hồi đầu nữa. Hoặc là nó không được công nhận nữa, hoặc là nó kiểu như mọi người không để ý đến nó nữa. Đó. Và thứ ba đó là chị không nhìn thấy con đường phát triển của chị ở cái vị trí đó, tại cái nơi làm việc đó nữa. Thì thường á, là nếu như ba cái điều này nó không, câu trả lời của mình nó thường là không á, thì chị biết là chị sắp đến cái giai đoạn là chị sẽ nghỉ đó. Còn em thì sao nè? Em thì có khi có thể là em nhận được một offer khác của công ty cao hơn thì em nghĩ. Cũng có thể. Đúng, cái đó hoàn toàn có thể xảy ra. Mà hiện tại bây giờ đi, cái mà chị nói nó sẽ thứ nhất là chị không học hỏi được nè, chị muốn phát triển nè, những cái chị cống hiến mà nó đóng góp, nó không, người ta không nhìn được cái giá trị như ban đầu nữa thì nghĩ, nhưng mà nó có phù hợp với độ tuổi không chị? Có nghĩa là có đôi khi là độ tuổi trẻ thì nó suy nghĩ không tới, hoặc là muốn nhảy việc, nhưng mà khi mình ở một cái độ tuổi trung niên mình cần cái sự ổn định thì cái quyết định này nó có ảnh hưởng gì không? Chị nghĩ nó cũng ảnh hưởng bởi độ tuổi đó. Tại vì chị có thể nhìn lại bản thân chị ha. Cái sự kiên nhẫn của mình ở cái độ tuổi mà 20 mấy tuổi nó sẽ không bằng so với cái độ tuổi mà 30 mấy tuổi trở lên. Thì cái sự kiên nhẫn nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì lúc đầu á, khi mà mình có thể có những cái xung đột nè, có những cái không có hài lòng tại công việc, và mình cảm thấy bức xúc quá và mình muốn nghỉ liền. Nhưng mà nếu như mà mình kiên nhẫn hơn một chút thì mình có thể thấy rằng là mâu thuẫn thì cũng có thể giải quyết được. Và đó chính là những cái thách thức ở trong công việc giúp cho mình tìm ra những cái giải pháp. Và đó chính là những cái điểm mà giúp cho mình tôi luyện được cái bản thân của mình tốt hơn. Mình có thể làm giàu cái kiến thức của mình, kinh nghiệm của mình thông qua những cái thử thách ở trong công việc. Bởi vì môi trường làm việc mà là cái nơi để cho chúng ta có thể mà thay đổi, phát triển một cách tốt đẹp hơn về phương diện nghề nghiệp nè, về phương diện tính cách của mình nữa nè. Bởi vì đó là cái nơi mà chúng ta tiếp xúc với rất là nhiều người hàng ngày. Và chạm với nhiều cái vấn đề xảy ra trong trong cái môi trường làm việc của mình. Nó cũng là cái cách giúp cho mình nhìn nhận được là mình nên làm thế nào cho tốt.
Mình nên khắc phục những cái vấn đề đó như thế nào? Nhưng mà ví dụ đơn giản là nghỉ việc đi, nó sẽ có hai cái trạng thái nè. Hoặc là nghỉ việc chủ động, hoặc là nghỉ việc bị động. Em đang nói vào chút xíu về cái bị động. Cái bị động là chỗ là mình không có làm vấn đề gì cả, mà mình đơn giản ví dụ trải qua cái mùa dịch này có rất nhiều công ty họ cắt giảm nhân sự nha. Đúng rồi. Đó, hình dung của em không? Xong cái tự nhiên cái mình vô tình mình bị động cái trường hợp này nè. Mình không có chuẩn bị trước cái tinh thần này để nghỉ việc. Đó, nó cũng là một cái nó ảnh hưởng rất lớn về cái công việc của mình, về cái tinh thần của mình. Còn đối với trường hợp nghỉ việc mà chủ động á, giống chị cứ nói là môi trường làm việc. Nhưng vấn đề ở chỗ nó không phải là môi trường làm việc, mà ở đây là cái cách mình làm việc với sếp của mình đi. Mình không có hài lòng cái cách làm việc của sếp thì cũng nên suy nghĩ tới vấn đề này. Cái mà em nói bị động á, thì nó mang cái tính nó hơi gọi là giống như tai nạn. Tại vì mình đâu biết đâu không, công ty họ cũng không có ý định, không có kế hoạch đó. Nhưng vì cái mùa dịch, cái thời điểm dịch của chúng ta là cái thời điểm mà mình thấy rõ nhất. Những cái chuyện xảy ra hoàn toàn không phải bởi vì ai muốn hết. Nhưng cái tình thế lúc đó để mà có thể cứu giúp được cái số lượng có thể thì họ sẽ phải hy sinh những cái người khác. Và đó là những công ty còn trụ được. Còn có những công ty không trụ được luôn thì họ đã phải đóng cửa. Thì cái điều đó là những cái điều rất là đáng tiếc xảy ra. Nhưng nó cũng chính là những cái sự kiện mà mình có thể gọi là sự kiện không may xảy ra. Thì mình sẽ phải xử lý với nó theo những cái cách tốt nhất có thể mà thôi. Mình... nó sẽ có rất là nhiều cái trường hợp để mà mình có thể đi sâu hơn. Nhưng mà mình có thể nói về cái phần chủ động ở đây đi cho dễ. Đó là khi mình bất hòa với đồng nghiệp, mình bất đồng với sếp. Chị nghĩ đó sẽ là những cái yếu tố tác động mà khiến mình nghỉ việc nhanh nhất. Bởi vì một ngày 8 tiếng đồng hồ ít nhất là mình có ở văn phòng rồi. Mà làm việc với một cái người mà mình không làm việc được. Mà đó là cái người có quyền quyết định với cái trách nhiệm của mình, với cái khả năng của mình, với tất cả những thứ của mình, thì điều đó sẽ rất rất là khó khăn. Cho nên thông thường mình sẽ chọn cái giải pháp đơn giản hơn. Đó là thôi nghỉ đi, đi chỗ khác. Nhưng mà khi mà mình ra có suy nghĩ như vậy, cái tự mình cũng phải có một cái cảm giác là mình phải suy nghĩ là có khi nào mình tránh vỏ dưa mà mình gặp vỏ dừa không ta? Cái này chị nghĩ cũng có thể ha, có thể gọi là hên xui đó. Bởi vì sao? Cái vấn đề em đang gặp phải với cái người quản lý trực tiếp của em hiện tại, nó nằm ở đâu? Tất nhiên sẽ có rất là nhiều cái ca là bởi vì tính khí hai người khác nhau, không có nghĩ cùng một hướng, cách hành xử không giống nhau. Nhưng mà mình đã cố gắng hết sức chưa? Mình đã thử hết sức là tìm cái cách để mà mình gọi là mình communicate với cái người quản lý của mình chưa? Hoặc là đã cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau chưa, trao đổi với nhau những cái vấn đề của mình hay chưa? Hay đó chỉ đơn giản là một vấn đề mình đang cảm nhận, chứ không phải là người ta nghĩ như thế. Thì mình cũng phải ngồi mình xem xét các cái góc cạnh khác nhau của cái vấn đề. Bởi vì nhiều khi cái cách người quản lý họ quen như thế, nhưng họ cũng nhiều khi chủ quan là họ nghĩ là mình cũng hiểu. Nhưng mà mình thì lại hiểu theo cách khác. Thì mình cũng nên cho bản thân một cái cơ hội là xem xét lại cái vấn đề của mình vào cái thời điểm đó, là mình thực sự là mình đã cố gắng giải quyết được cái vấn đề đó theo một cái cách tốt nhất có thể hay chưa. Vậy thì làm thế nào để mình nghỉ việc một cách nó có văn minh xíu? Có nghĩa là vì đôi khi mình đi làm mình cũng có tình cảm á chị, có nghĩa là tình cảm với đồng nghiệp nè, với mối quan hệ ở công ty nè. Cho nên là khi mặc dù mình cũng đang muốn tìm một cái cơ hội mới, hoặc là tại thời điểm này mình không giải quyết được với những cái rắc rối, thì khi mà mình nghỉ thì làm thế nào cho nó có văn, coi như là cái văn hóa nghỉ việc đi. Mình trong quá trình mình muốn nghỉ thì mình có nên là đi tìm hiểu xung quanh, mình đi phỏng vấn nhiều công ty rồi cái mình cũng chưa kiểu vậy, thì chị thấy sao? Thật ra cái việc mà đi phỏng vấn những công ty khác á, trong khi mình vẫn đang đi làm ở một cái nơi nhất định á,
thì cũng không phải là hiếm hoặc là cần phải hạn chế đâu. Bởi vì thật ra sẽ có những lúc mình cũng chỉ muốn đi phỏng vấn thử thôi, để mình xem là cái nhu cầu hiện tại của bên ngoài, thị trường bên ngoài so với cái mình đáp ứng nó có match với nhau không. Nó cũng là một cách. Mình cũng thăm dò thử xem là cái nơi mình đang làm có phải là tốt nhất hay chưa. Sẽ có rất là nhiều cái lý do để mình làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nếu như em cảm thấy thực sự muốn nghỉ rồi á, là quyết định muốn nghỉ đó. Thì chị vẫn đi theo cái phương án là làm sao để mà mình có thể gọi là transparent nhất, tức là mình thẳng thắn nhất có thể. Đối với cái công việc hiện tại, như chị nói lúc nãy đó, là ít nhất mình cũng nên cho nó một cái cơ hội để mà có thể dàn xếp, có thể hòa giải, có thể thay đổi. Bởi vì nếu như những cái vấn đề xảy ra tại cái công việc hiện tại mà nó cũng có thể là do mình nữa, biết đâu phần lớn là do mình thì sao? Thì dù cho em có đi nơi khác, cái vấn đề đó nó sẽ lặp lại thôi. Bởi vì sẽ có những cái tương tác trong cái công việc mà lúc này lúc khác. Nhưng nếu như công việc mà nếu em làm một cái công việc giống nhau thì sẽ có những cái tương tác giống nhau. Biết đâu cái chuyện này nó lại xảy ra mà cái mức độ nghiêm trọng có thể nhiều hơn nữa thì sao? Cho nên mình cần phải hiểu được là cái vấn đề gây ra cái chuyện nghỉ việc của mình nó nằm ở đâu. Và có giải quyết được hay không, mâu thuẫn đó như thế nào. Và nhất là cái, chị nghĩ cái sự văn minh ở trong cái văn hóa mà liên quan đến nghỉ việc đó là mình nên cùng trao đổi thẳng thắn với nhau, chia sẻ thẳng thắn với nhau một cách nhẹ nhàng. Không phải là mình phải gây chiến với ai cả, nhưng mà mình chia sẻ thành thật những cái điều mà mình đang nghĩ chẳng hạn, với nhất là cái người quản lý trực tiếp của mình. Để xem là những cái mình đánh giá về họ, những cái mình đang nghĩ về họ có đúng hay không. Ít ra cũng phải cho cơ hội cho cả hai bên được hiểu cái ý nghĩ của nhau. Thì biết đâu họ cũng chia sẻ với mình những cái quan điểm mà nhiều khi họ đánh giá mình mà mình không hề biết là mình đang được người ta nhìn thấy như thế. Tại vì cái mình nghĩ về mình chưa chắc đó là cái người khác nghĩ về mình. Mà giả sử như sau khi mà chị trao đổi xong rồi, chị vẫn muốn nghỉ. Vậy thì em cũng muốn là nghĩ làm sao mà cho mình có tiếng thơm á, cái kiểu vậy. Tức là mình vẫn quyết định nghỉ bởi vì mình thấy những cái mình suy nghĩ là đúng, đúng không? Thì thứ nhất là chị nghĩ mình vẫn phải nên đi theo đúng cái thời gian khi mình nộp đơn xin nghỉ á. Thì lúc đó thì sau khi đã thống nhất rồi thì cuối cùng đã hiểu nhau là thôi, đằng nào mình cũng nghỉ thì mình sẽ có cái thời gian 30 đến 45 ngày, đúng không? Thì mình nên trong thời gian đó mình nên bàn giao tất cả những cái công việc trách nhiệm của mình đối với cái người quản lý trực tiếp hoặc đối với cái người mà có thể thay thế cho mình. Thì cái đó chị nghĩ rất là quan trọng, mà có khá là nhiều cái trường hợp theo như chị biết là các bạn không bàn giao. Hoặc là các bạn bàn giao qua loa, rất sơ sài, rồi lo mà nghỉ thật nhanh để mà các bạn đi qua cái công việc khác ngay lập tức. Thì thật ra cái đó nó gây khó khăn cho những cái người ở lại, và điều đó chị nghĩ không có công bằng cho những cái người ở lại. Thì nếu như mình không làm việc nữa thì cũng đâu có sao đâu, mình đi qua chỗ mới thì cũng không sao cả, nhưng hãy có cái trách nhiệm với cái bản thân của mình, có trách nhiệm với những người làm việc chung với mình. Chuyển giao tất cả mọi thứ. Tùy công việc á, sẽ có những công việc nó đòi hỏi chuyển giao rất là chi tiết. Sẽ có những công việc thì nó đơn giản hơn, nhưng mà sẽ có những thứ mà nhiều khi bạn không bàn giao là lần sau cái người kế nhiệm hoặc là cái người thay thế cho mình, họ không biết đường đâu mà tìm những cái tài liệu cũ, hoặc là họ không biết đường đâu mà đi theo những cái cũ. Thì nó sẽ gây ra cái đoạn là họ sẽ phải làm lại hết từ đầu, thì nó không đáng. Đó. Sau khi đó thì chị nghĩ mình vẫn giữ được những cái mối quan hệ tốt với những cái người đồng nghiệp cũ, thì đó là cái điều rất là tốt. Ý chị đang nói là những cái mối quan hệ với đồng nghiệp á. Thì em nghĩ là bởi vì trái đất này nó tròn lắm, đôi khi mình sẽ gặp lại nhau. Nhưng vấn đề ở chỗ đó là ngay từ ban đầu khi mình đi làm á, mình cũng nên có một cái
cái giới hạn nhất định đó. Tại vì đôi khi người ta cứ nghĩ là công ty có nên xem công ty như một gia đình hay không, rồi khi đến khi mình dành quá nhiều tình cảm cho nó thì cái mình muốn nghỉ, mặc bởi vì đơn giản là cái lý trí mình muốn nghỉ, bởi vì những cái điều kiện hiện tại nó không bù đắp được cái công việc, nhưng mà bởi vì tình cảm mình không muốn nghỉ. Chị hiểu cái chuyện đó, nhưng mà em có nghĩ rằng là thật ra cái việc là có những cái người đồng nghiệp mà mình yêu quý, thân thiết, cũng như là mình có thể có những cái kết nối rất là tốt với họ đó, nó cũng là một cái lợi thế của cái công việc đó hay không? Bởi vì nếu như em làm những công việc khác nhau, chị cũng đã trải qua những cái công việc khác nhau, chị nhận thấy rằng là cái độ thân thiết của những cái nhóm đồng nghiệp ở những công ty khác nhau nó cũng khác nhau. Tức là sẽ không phải ai mà em cũng thân ở cái đoạn giống như thế. Sẽ có những cái đồng nghiệp mà em thân ở cái mức khác hơn, nhưng mà sẽ có những đồng nghiệp mà em có thể chia sẻ tất cả mọi việc và em coi như là gia đình của mình. Đó, thì không phải ai cũng có thể trở thành những người mà em nghĩ là văn phòng cũng giống như gia đình. Thì khi mà mình có được những cái người đồng nghiệp như thế, đó cũng chính là cái điều mà giúp cho cái công việc của mình nó trở nên vui hơn, suôn sẻ hơn, bởi vì những người xung quanh họ hỗ trợ mình tốt hơn. Và nó cũng chính là cái nền tảng để cho mình phát triển tốt hơn. Đó. Vậy thì nếu như mà cái công việc hiện tại bây giờ nó không có, tại vì mỗi cái giai đoạn, mỗi độ tuổi của mình sẽ có những cái mong muốn, cái mục tiêu khác nhau, những mối quan hệ đó nó vẫn còn đó, tuy nhiên mình đang lo là cứ xa mặt cách lòng kiểu kiểu vậy, rồi mình ngại. Như vậy thì quay lại cái vấn đề của mình là mình yêu bản thân thì nghỉ việc, một cái công việc nó tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu của mình hơn mọi thứ, ngay cả về mặt offer lương cao hơn chẳng hạn, thì cũng là một cách để mình phát triển cái con người của mình. Chị đồng ý. Thật ra khi mà mình có một cái offer cao, lương cao hơn á, thì đó sẽ là một cái động lực khá là lớn để giúp cho mình thay đổi. Về mặt đồng nghiệp á, nếu như mà chúng ta đã có được một cái kết nối rất là tốt, thì chị nghĩ dù cho mình có thay đổi công việc, cái kết nối nó vẫn còn. Nếu như mình vẫn hướng đến họ, vẫn gặp gỡ, có thể không ở công ty nữa, nhưng mà những cái môi trường bên ngoài cũng vậy, thì trở thành bạn bè với nhau, đó chính là những cái mối quan hệ mà mình giữ được á. Tốt thì nó không sao hết, không ảnh hưởng. Cái việc mà offer cao hơn á, cái lương cao hơn, nó luôn luôn là cái điểm rất là mạnh để giúp cho mình thay đổi công việc. Nhưng chị cũng muốn là khi mà mình thật sự mình cân nhắc á, thì mình cũng nên cân nhắc là ngoài cái chuyện mà cái offer cao đó, thì những cái yếu tố còn lại từ môi trường làm việc, từ những cái người mình làm việc chung, người quản lý, đồng nghiệp, đến chính sách công ty, đến những cái mà phúc lợi của công ty mình đang hưởng so với cái mà mình sắp, hoặc là cái offer nó đang đến với mình, thì nó chênh lệch như thế nào? Để mình có được, nếu như mình đã quyết định thay đổi thì mình cũng cân nhắc được, cũng như mình có được cái mong đợi đúng khi mình qua một cái môi trường mới. Bởi vì chị tin rằng là khi người ta trả lương cao thì cái đòi hỏi không bao giờ thấp cả. Cùng một cái vị trí công việc đó, cùng tính chất công việc đó, nếu như họ sẵn sàng trả lương cao hơn thì chị nghĩ họ sẽ có những đòi hỏi khác về tính chất công việc á, cao hơn so với cái mình đang làm. Cho nên nó có thể là về trách nhiệm, nó có thể là về cái phần kỹ năng, nó có thể đòi hỏi thêm nhiều thứ khác nữa. Cho nên mình chấp nhận cái mức lương cao thì đồng nghĩa với chấp nhận cái trách nhiệm của mình nó cao hơn. Thì mình có sẵn sàng cho cái chuyện đó hay chưa? Mình có tin rằng là những cái mình mang đến cho họ xứng đáng với cái mà họ đang đòi hỏi hay không? Và thêm một cái nữa, đó là khi mình thay đổi môi trường, thay đổi cái ngành nghề, mình cũng nên chuẩn bị sẵn ở trong đầu của mình là cái môi trường đó nó sẽ không còn giống cái mình đang làm nữa, thì mình đã có sẵn sàng cho cái môi trường đó hay không? Bởi vì chị nói ví dụ một cái công ty nước ngoài, công ty đầu tư nước ngoài, môi trường làm việc sẽ khác với một cái công ty trong nước, tư nhân. Hai môi trường không giống nhau. Mà nếu như mình đã quen với cách làm việc có hệ thống rất chuyên nghiệp của một cái tập đoàn nước ngoài,
thì khi mình chuyển sang một cái công ty trong nước mà công ty tư nhân thì mình phải hiểu được rằng là hệ thống của họ sẽ không giống như thế. Và mình có sẵn sàng làm quen với những cái gọi là cái thay đổi đó hay không? Mình có chấp nhận những cái thay đổi đó hay không? Thì mình cũng phải chuẩn bị cái tâm lý cho cái chuyện đó. Đó thì đó là cái sự khác biệt. Và có rất là nhiều cái khác biệt khác nữa khi mà em thay đổi công việc, từ con người đến môi trường làm việc, đến tính chất công việc. Nếu như mà mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý và mình sẵn sàng cho chuyện đó rồi thì không sao hết. Và khi mà mình so sánh thì nếu mà mình cảm thấy có những cái mà mình không thực sự gọi là hoàn toàn hài lòng với những cái thay đổi đó thì mình nên cân nhắc rất là kỹ. Ở cái đoạn là nên đi hay ở. Vậy thì cho nên là cái quyết định nghỉ việc nó cũng ít nhiều, nó liên quan tới mặt cảm xúc nhiều nè. Nếu mà liên quan tới mặt cảm xúc thì mình cần phải có ngồi đó mình suy nghĩ lại cái kỹ thôi, mình liệt kê những cái gạch đầu dòng, giống mình cái được cái mất là gì. Đúng cái rồi. Mình cần chuẩn bị là gì. Thì tới lúc mà mình đã có những cái list danh sách như vậy rồi, gạch đầu dòng như vậy, thì nó sẽ không có liên quan tới cảm xúc nhiều quá, mà nó liên quan tới mặt là cái lý trí của mình. Lúc đó thì mình sẽ có thể nhìn mọi việc rõ hơn. Nó cũng là một cách mà mình cẩn trọng. Mình quan tâm chăm sóc đến những cái suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình. Đó là cách để mình yêu bản thân đó. Và khi mà mình nhìn thấy được mọi việc và mình, cái chọn lựa của mình mà mình cảm thấy nó rất rõ ràng và mình rất yên tâm, và mình cảm thấy nó hài hòa, đó chính là cái sự mà mình quan tâm đến bản thân của mình, yêu thương cái bản thân của mình, bởi vì mình muốn cái bản thân của mình được hạnh phúc khi mình thay đổi môi trường làm việc. Đó. Về cái lần nghỉ việc lần gần đây nhất của chị đi, chị đã phải suy nghĩ trong bao lâu? Thật ra là chị suy nghĩ cũng vài tuần. Bởi vì nó cũng đến một cái giai đoạn là chị cũng đi qua những cái câu hỏi của chị. Và sau đó là bỗng dưng nó đến một cái, đối với chị thì nó đến một cái giai đoạn có thể nói về cái phần về phát triển về tâm linh của mình, những cái kiến thức về tâm linh của mình, nó cũng giúp cho mình nhận ra những cái mình đang muốn đi theo. Nó đã thay đổi thì chị thay đổi. Và đó cũng là lý do mình có chương trình này, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là thật ra là chương trình này mình mở ra cũng là nhằm mục đích như vậy, là đây cũng là một công việc mới mà cũng có thể là một cái nghề nghiệp á. Nghề nghiệp chị cũng không biết là đây có thể là trở thành một cái nghề nghiệp hay không. Nhưng nó sẽ là một cái định hướng mà chị đang muốn hướng về cộng đồng. Chị không biết là mình lại có thể đi làm tiếp hay không, tức là mọi cái cơ hội của mình chị vẫn đang để ngỏ ở đó. Nhưng mà cái mà chị vẫn muốn tiếp tục để mà có thể đi tiếp cái con đường mà phục vụ cộng đồng, thì chị hy vọng là tất cả những gì chị làm chia sẻ trên kênh Greenlo 101 nó là chính là những cái điều mà mình muốn mang đến cho cộng đồng với những cái giá trị nhất định của nó. Chính vì vậy cho nên là cái chương trình Greenlo 101 được mở ra không chỉ riêng về những vấn đề liên quan tới là tình yêu, hôn nhân, mà cũng có thể những cái vấn đề liên quan tới môi trường làm việc, nơi công sở chẳng hạn, thì cũng là nơi để các bạn có thể chia sẻ với chương trình. Mọi người cứ gửi email hoặc là comment ở dưới cái clip của mình nha. Greenlo 101 là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.